Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mỹ sẽ công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường. Ông Ted Osius, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ, ASEAN khẳng định Việt Nam đã có nền kinh tế thị trường. Họ đã đáp ứng các tiêu chí quan trọng như khả năng chuyển đổi tiền tệ và sẵn sàng để được công nhận quy chế chính thức. Thông tin trên được chia sẻ trong bối cảnh mới đây Bộ Thương mại Mỹ tổ chức điều trần để quyết định việc có công nhận nền kinh tế thị trường cho Việt Nam hay không. Bộ Thương mại Mỹ sẽ nghe lập luận của hai bên trong cuộc điều trần trực tuyến vào chiều ngày 8 tháng 5 tại Washington, như một phần của quá trình đánh giá đến cuối tháng 7. Khi chưa được Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường, hàng hóa Việt Nam khi vào thị trường Mỹ dễ bị áp mức thuế chống bán phá giá cao hơn. Các doanh nghiệp Mỹ đang đầu tư đáng kể vào Việt Nam vì họ nhận thấy tiềm năng tăng trưởng lớn, ông Osius nói với Reuters. Bộ Thương mại Mỹ có một bộ tiêu chí để đánh giá các quốc gia có nền kinh tế thị trường hay không. Các tiêu chí bao gồm khả năng chuyển đổi tiền tệ, mức lương theo kết quả đàm phán giữa người lao động và chủ lao động, cho phép liên doanh hoặc hình thức đầu tư nước ngoài khác. Nếu Việt Nam được Mỹ công nhận quy chế là nước có nền kinh tế thị trường thì đây là thông tin đáng mừng, mang lại nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế. Những tiêu chí khác bao gồm chính phủ có sở hữu hay kiểm soát các phương tiện sản xuất hay không, chính phủ có kiểm soát việc phân bổ nguồn lực, giá và quyết định sản lượng hay không. Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ cũng cân nhắc một số yếu tố khác để quyết định một quốc gia có phải là nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh hay không. Chính quyền Mỹ thường dùng giá của nước thứ ba để tham khảo nhằm xác định giá bán công bằng. Quyết định nâng cấp quy chế cho Việt Nam có thể đối mặt với sự phản đối của các nhà sản xuất thép và nuôi tôm Mỹ, cũng như một số nghị sĩ trong Quốc hội, nhưng được các hãng bán lẻ và các nhóm doanh nghiệp khác ủng hộ. Trong giai đoạn này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cần lôi kéo càng nhiều nhóm cử tri càng tốt trước khi bước vào cuộc bầu cử vào tháng 11, nhất là những công nhân ngành thép ở bang dao động Pennsylvania. Ông Biden gần đây phản đối kế hoạch của hãng thép Nhật Bản Nippon Steel nhằm mua lại hãng Mỹ Steel ở Pittsburgh, đồng thời kêu gọi phải đánh thuế cao hơn với thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong năm nay, Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ đã gia hạn việc áp thuế chống bán phá giá 25,76% đối với tôm nuôi đông lạnh từ Việt Nam, trong khi thuế áp với tôm tương tự từ Thái Lan chỉ ở mức 5,34%. Thái Lan đã được Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường. Các doanh nghiệp Mỹ ngày càng quan tâm đến Việt Nam hơn. Mới đây, tại cuộc gặp Phó Giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Mỹ Nisha Biswal, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá các lĩnh vực ưu tiên của Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ, gọi tắt là DFC, phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng DFC và Việt Nam còn nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác, đề nghị DFC tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phó Giám đốc DFC cho biết sau chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Biden đã đề nghị DFC mở rộng hoạt động tại Việt Nam và DFC đang tìm cách thực hiện chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden. Bà Biswal cho rằng Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của DFC trong khu vực và DFC đã tăng mức đầu tư từ 15 triệu lên 150 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam trong thời gian gần đây. Bà Biswal cho biết nhiều dự án hợp tác giữa hai bên đã được triển khai rất hiệu quả và cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đầu tư tư nhân tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tại cuộc gặp với cố vấn cao cấp về chính sách biến đổi khí hậu quốc tế John Podesta tại Nhà Trắng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác với Mỹ để thực hiện các cam kết về khí hậu của Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JETB, cũng như mục tiêu giảm phát thải ròng khí nhà kính về không vào năm 2050, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. Ông Bernstein cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong phát triển năng lượng sạch, chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo, khẳng định tiếp tục trợ giúp Việt Nam về tài chính và kỹ thuật thông qua các cơ chế đa phương, trong đó có JETB. Tại cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Bernstein, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng sau khi nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023, hai nước sẽ có nhiều không gian và động lực mới cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Phó Thủ tướng cho rằng hợp tác kinh tế thương mại càng có ý nghĩa chiến lược và mang lại lợi ích kinh tế cụ thể, tiếp tục là trọng tâm và động lực thúc đẩy quan hệ hai nước, đề nghị hai nước tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nội hàm của khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ông Bernstein bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ Việt-Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai bên thời gian tới. Theo thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng năm 2023, Mỹ có 72 dự án đầu tư mới vào Việt Nam với tổng số vốn đầu tư là 489 triệu USD, tăng 132% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Mỹ là nhà đầu tư lớn thứ 11 trong số 143 nhà đầu tư nước ngoài đang rót vốn vào Việt Nam. Điều này cho thấy tiềm năng thu hút vốn đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam là cực kỳ lớn. Doanh nghiệp Mỹ quay lưng với Trung Quốc để đến Việt Nam vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Theo ông Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, đang có sự dịch chuyển vốn của nhà đầu tư Bắc Mỹ đến Việt Nam. Đến nay, tập đoàn Apple của Mỹ đã hoàn tất việc chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn vào Việt Nam. Bộ ba đối tác quen thuộc của Apple tại Việt Nam là Foxconn, Luxshare và Goertek cũng đồng loạt tăng vốn, mở rộng nhà máy ở nước ta thời gian gần đây. Mới đây, Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ cùng nhiều doanh nghiệp đã đến Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư như là một địa điểm dịch chuyển sản xuất chip. Thông tin trên website của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, các thỏa thuận đáng chú ý có thể kể đến như Amkor Technology sẽ đưa vào hoạt động nhà máy bán dẫn tại Bắc Ninh với tổng số vốn đầu tư lên tới 1,6 tỷ USD trong tháng 10. Đây là nhà máy lớn nhất, hiện đại nhất của Amkor trên toàn cầu. Trong nước, Việt Nam đã liên tục có những chính sách hỗ trợ nền kinh tế như bất động sản, trái phiếu. Đánh giá về thị trường bất động sản, nhiều chuyên gia nhận định Việt Nam không như Trung Quốc bởi hai điểm. Tỷ trọng bất động sản trong GDP của Trung Quốc đạt tới 20% là mức rất cao và rủi ro. Số lượng nhà trống tại Trung Quốc rất lớn, thường gọi là nhà ma, thành phố ma, trong khi số lượng nhà ở tại Việt Nam vẫn rất thấp và nhu cầu cao. Nhìn về dài hạn, sự tăng tốc mạnh của tầng lớp trung lưu với mức tăng trưởng 10% một năm, theo đánh giá của Mark Hincey, cũng như việc Việt Nam đang vươn lên trong chuỗi giá trị với độ phức tạp của các sản phẩm made in Việt Nam sẽ là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng lâu dài tại Việt Nam. Đại diện Vinacapital, ông Andy Ho nói, việc doanh nghiệp Mỹ lựa chọn rời Trung Quốc để đến Việt Nam bởi bản thân họ gặp nhiều khó khăn bởi hành vi tiêu dùng của người Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!